Chào tất cả các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tăng Vinh của em ha. Kênh em là chuyên mua bán hành lý, trao đổi thiết bị âm thanh và có thì thâu mua dàn nhạc của anh em gần xa. Hôm nay thì em có thâu dàn nhạc về quá là nhiều đồ luôn anh em ha. Gã ra để thanh lý cho anh em. Bass 30 có anh em, bass 40, 50, 40 giá rẻ có luôn, rất là nhiều phía trong, và có một cặp sáp của Super C18 Thái anh em. Đó anh em về tự sửa nha. Nói chung là mấy cái có về một cặp sáp thì em nói chung là C18 ngay gốc đó nè, thì em cũng không có thời gian làm anh em nha, chỉ em thâu về hàng sao em bán vậy chứ không có sửa anh em nha. Ở hàng nào thanh lý là em bán thanh lý cho anh em hết à. Thì em có về được súp đôi anh em nha. Súp đôi này là bát, là bát JBL ở phía trong, tí em sẽ quay cho anh em ha. Thì cái vỏ thì em đã tháo ra rồi, em để phía ngoài anh em. Vỏ này là vỏ súp đôi mặt phẳng anh em, vỏ rất là đẹp nha, tại vì mình quay trong cam mà nó bụi bặm vậy nè, em quay về thôi với vỏ nè anh em, còn rất là đẹp nha. Đó, vỏ là khá là ok. Đó, anh em mua vỏ thì em bán vỏ ha, audio 83 Bluetooth gì nè. Đó, thì do là em để mấy cái tay array lên nó bị dính bụi anh em, thì trước khi giao cho anh em thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cho anh em hết ha. Nếu mà anh em mua thành phẩm cặp này thì bán cho anh em giá là 8 triệu cặp JBL đẹp keng, còn vỏ này thì bán cho anh em 3 triệu nha, có bánh xe đầy đủ, có lưới chống bụi luôn. Đó, em để thì là hơi bị bừa bộn quá nè, nó hơi dơ tại chắc trên xe hôm qua về chưa vệ sinh. Sẵn quay nhanh cho anh em luôn ha. Vỏ array thì nói chung là về thì em phải sơn lại đẹp cho anh em hết nha. Vỏ này thì em bán anh em giá là 1.800.000 một cặp. 1.800.000 một cặp ha, em có hai cặp array. Nói chung là hàng về là chưa kịp vệ sinh anh em, để quay lên cho anh em liền. Rồi xong thì rảnh thì em sẽ vệ sinh lại sau anh em nha. Nó thì có là một cái mixer. Mixer là một cây mixer Behringer 1832 nha anh em ha. Có echo đầy đủ 1832 của Behringer, cần thì liên hệ giùm em, mặt mày còn đẹp keng anh em nha. Đó, mặt mày còn đẹp của Behringer. Và mấy cây độc xì này quay sơn nhanh cho anh em ha. Thì em có là một cây DK 9000 anh em nha. Một cây DK 9000 đây, nội thất của nó đây ha. Nội thất ok đẹp, 1.500.000. Một cây V610 thì giá là 1.200.000. Một cây lọc xì Hanton 500. Và em quay cho anh em là một cây Idol còn đẹp thì 700.000 anh em ha. 223 XL còn rất là đẹp, giá là 700k. Một cây Vanker lây số FX6 900.000, một cây NFD 900.000 và một cây VA. Một cây VA này 800.000 anh em ha. Sansui thì bán cho anh em với cái giá là Sansui này cũng 900.000 luôn. Một cây nét, đó nét đời đầu rồi nè. Đó, nét FX8 bán cho em 900k thôi. Đó. Miniverse 4 thì em còn mấy cây nha. Miniverse 4 thì bán cho anh em giá là 800.000 một cây anh em ha. Đó, 800.000 một cây. Thì em còn một cặp vỏ nữa nè, cặp súp thành phẩm nè anh em ha. Súp này thì em tháo ra, tháo ruột nó ra rồi. Đó, bán thành phẩm thì là 2.700.000 cho cặp súp này anh em nha. Cặp súp này bán cho anh em chỉ có là 2.700.000 thành phẩm nha anh em ha. Chút em sẽ quay cái ruột của nó cho anh em xem. Em tháo ra nè, vỏ này là khách xài chỉ có một lần duy nhất anh em ha, chỉ bắt rất là nè. Đó, vỏ này là vỏ dán ép anh em nha, ở phía trong là dán ép, ở phía ngoài là bọc da, tay chạm bọc da hết anh em nha. Đó, một cặp như thế này là bán thành phẩm cho anh em là 2.700.000, có bánh xe cho anh em luôn nha. Và cái cặp bát của nó là ở đây. Đó, cặp bát nó thì có làm con rồi anh em ha, cặp bát của nó là có làm con rồi nhưng mà hoạt động tốt anh em nha. Hai cái nè, cặp bass của nó là có làm con rồi, cái nào có làm con nữa là có làm con anh em nha. Một cặp thành phẩm là bán em 2.700.000, về anh em đi show kẹo kéo nhỏ được hoặc là mình chơi gia đình thì rất là hợp lý anh em ha. Vỏ là vỏ dán ép, bọc là bọc da. Và em còn một số lo, bây giờ em quay tới lo anh em ha, xong hồi tí em sẽ quay qua men sau nè. Thì quay qua lo thì em có là một cặp bass 30 của mã là D gì có đọc quá nè, này DVET, DLED gì nè, 800W từ 109 coi 75, bass 30 anh em nha. Bass zin đẹp. Đó, bass này là bass zin hết nha. 30 zin. Đó. 30 zin đẹp nha, 1.200.000 một cặp anh em ha. 1.200.000 một cặp. Và một cặp bass 30 nữa. Một cặp bass 30 này là một cặp bass 30 DG. Đó. 30 DG nha, 800W một kênh. Ủa xin lỗi anh em, nói nhầm nữa. 300W, DG 300W. Còn rất là đẹp, model đó là D12170. Bass 30 con 75. Bass zin đẹp anh em nha. Đó, bass zin đẹp nè, hai cái nè. Đó. Hai
hai cái này là zin đẹp, bán cho anh em giá cũng là 1,2 triệu luôn. Cái này là hai cặp 30 coin 75 anh em ha. Và một cặp chép thì nó để là N850 mà em nhìn thấy nó giống là 450 quá nè ha. Rất là to nha. Cặp chép này bán anh em 500.000. Chép qua sử dụng anh em nha, nó để là N850. Nhưng mà cái này thật chất là nó là 450 nè, găng là găng dặn nha. Bán anh em 500k bằng mấy cặp chép 450 mới em bán thôi. Nó để là N850 không hiểu nổi. Và tiếp theo là em còn một cặp phân tầng. Cặp phân tầng này là một cặp phân tầng K1212 đó. Phân tầng này 350.000 nha, đã qua sử dụng anh em nha. 350.000 một cặp phân tầng full đơn. Và một cặp phân tầng của full đơn nữa anh em. Mã nó là 715 Blue của GHS anh em nha. Đấy, con này thì khá là xịn sò. Tụ đồ rất là to này ha, tụ nhôm nè, tụ nhôm rất là đẹp nè. Cặp này 500 anh em nha. Đó, cặp phân tầng là 500.000. Và em còn một cặp bát 50 nha. Từ 220 con 100, mã là B-Way. Có làm con rồi, hoạt động tốt. Cặp B-Way này bán cho anh em với cái giá 1,700k. Và em còn một cặp chép 450. Đó, một cặp chép 450 găng dặn anh em nha. 450 này là em chỉ bán cũ chép thôi. 400.000 cho một cặp 450 cũ này nha, đã qua sử dụng anh em nha. 450 đã qua sử dụng giá là 400k. Bát từ 220 con 100, anh em có thể làm súp được và làm full được luôn. Đó. Cặp này thì là một cái zin và một cái không zin. Cặp này bán cho anh em 1,700k. Một cái zin và một cái không zin nha. Bát 40 từ 220 con 100. Và đây là một hai cặp bát của Tám Tài Audio gì nè anh em ha. Đó, Tám Tài. Thì nói thật chất ra là mấy cái dòng này chỉ là bát Trung Quốc thôi, mình cũng dán tên gì vô cũng được anh em nha. Mình không có bán đồ thì nói chung là mình không có nói xấu ai và cũng không có nói gì ai như hết nha anh em ha. Thì cái này có nghĩa là em biết là mấy cái lo này là mấy cái lo Trung Quốc thôi, chứ không có ai mà sản, nói chung là không có cửa hàng nào mà sản xuất lo được anh em nha. Chỉ là cửa hàng chỉ nhập lo về bán thôi. Đây là một cặp lo Trung Quốc thường thôi. Đó, dán chữ Tám Tài vô nha anh em. Cặp này thì có làm con rồi, một cái, hai cái luôn em nha. Bát 40 từ 170 con 75, giá là 1 triệu đồng anh em nha. 1 triệu đồng của anh Tám Tài, em có là hai cặp đây. Hai cặp của anh Tám Tài nha, giá là 1 triệu đồng một cặp, tháo ra cho anh em nè. Chắc hồi lúc trước anh em mua cái này nó cũng hơi cao cao ha. Và đây còn một cặp nữa. Một cặp này là bát 40. 40 này sườn sắt anh em nha. Đó, sườn sắt. Bát zin đẹp luôn. Bát này thì anh em gáp lo kéo thì gạt khóa khá là ok nha. Con 75 luôn. Cặp này bán anh em mới ken luôn nha. 1 triệu zin luôn nha anh em. Bát 40 nha. Bát 40 1 triệu đồng. Và tiếp theo thì em có là một cặp 300B. 300B này là một cặp bát 300B Trung Quốc anh em nha. Giá là 1,7 triệu. Bát là zin đẹp. 1,700,000. Và một cặp này là một cặp 40 giá rẻ anh em. 40 con 75 đã có làm con rồi anh em nha. Đó, đã có làm con rồi. Thì cái cặp này anh em nhìn với cặp này thì nó y gan nhau anh em, giống hệt nhau anh em ha. Đó, y gan nhau. Cặp này thì 900.000 anh em, đã có làm con rồi. Nó không có chữ Tám Tài nên bán anh em 900 nha. Và tiếp theo thì em có cặp từ 220 con 100, bán em 1,7 triệu, có thùng bảo vệ từ luôn, có thể làm súp được, làm full được. Bát zin đẹp nha. Qua đây một cặp bát, hai cặp này đồng bộ anh em nha. Đó, có hai cặp đồng bộ luôn anh em, về gáp lò kéo cũng khá là ok. Từ 170 con 75, bán cho anh em giá là 1,000,000 luôn. 1,000,000 cho một cặp bát 40 từ 170 con 75 nha. Đây một cặp và bên đó một cặp anh em. Hôm nay thì em tháo lò ra, nó có mấy cái lò 40 cũng khá là nhiều anh em ha. Vào cặp này là từ 280 nè em. Còn một cái đang quay video có khách anh em ha. Thì cặp này là cặp từ 260 nè em. Từ 260 và con 100. Cho 26 con 100 giá là 2 triệu đồng anh em ha. Và em còn cặp bát 40 nữa. 40 con 100 thì em còn khá là nhiều ha anh em. 40 con 100. 40 con 100. Cặp này là zin đẹp nè anh em. Zin đẹp luôn anh em ha. Đó, cặp này zin đẹp luôn anh em. Bán cho anh em 2 triệu đồng. Một cái lẻ thì anh em có thể lấy làm giá là 1 triệu một cái. Thì anh em có thể gắn vô lò súp, mình làm súp được ha. Làm full cũng được, súp cũng được.
từ 220 coi 100, bát 40 này giá 2 triệu đồng. Đây là một cặp chung với cặp bên kia anh em ha, thì nó cũng là đồng bộ đó anh em. Cặp này thì ghim anh em nha, đó, cặp này thì ghim đẹp. Cặp này ghim đẹp nha, cặp kia thì không ghim, là 1 triệu đồng. Cặp này ghim đẹp là 1 triệu 200 nghìn anh em ha, đó, cặp này ghim đẹp nè. 40 từ 170 coi 75, giá là 1 triệu 200 nghìn. Và đây thì em có là nói về C18. C18 600W này thì có mã số bên sườn luôn nha. Đó này là bán sát anh em nha. Cái này là em chưa đo luôn, tại em thâu về là khách báo là bán sát nha. Nên em báo sát cho anh em. Một cái này thì không có cái này nè. Cái này thì không biết có chạy hay không thì không biết, không thấy cọ con nha. Chút em đo lại. Và một cái này thì thợ thầy gì tháo ra nè mà không có làm nè anh em nha. Con là con hai lớp nè anh em. Đó, con này là con hai lớp đàng hoàng nha. Cặp sát này bán cho anh em giá là 2 triệu đồng. Đó. 2 triệu đồng cho cặp C18. Hơi 2 triệu đồng hơi cao nè, 1 triệu 8 thôi anh em nha. Đó, 1 triệu 8 thôi. Tại vì em thâu là 1 triệu 7 rồi, bán lại anh em kiếm 100.000. Hàng bên em bán thì không bao ship anh em nha. Thì anh em là thay cái màn gân này vô với cái mũi còn nè anh em ha. Đó, thợ thầy làm gì mà giục đây tùm lum nè anh em. Thâu lại nha. Thì cặp này bán cho anh em giá là 1 triệu 800 ngàn cho một cặp súp 50 sát anh em nha. Đó, bán sát nha. Nói rõ là bán sát anh em nha. Vào cặp JBL. Đó, JBL thì có hai cặp này tháo trong thùng súp đôi ra anh em nha. Thùng súp đôi. JBL có hai cặp đồng bộ rất là đẹp anh em nha. Để em dỡ lên cho anh em xem. Ây chà, nặng. Này. Hai cặp đồng bộ y như vậy. Và đây, thì anh em mua thành phẩm thì em bán thành phẩm ha. Và anh em muốn mua lẻ thì em sẽ bán lẻ cho anh em. Nó muốn mua bát thì em sẽ bán bát ha. Cặp JBL này bán cho anh em giá là 2 triệu 600 ngàn một cặp. Em có hai cặp nha. Và em còn một cặp súp từ 280 con 125. Đó. Con 125. Quá nặng anh em ha. Thì cái này là một cái ghim và một cái không ghim nha anh em. Ây da. Để em báo tình trạng cho anh em xem ha. Cái này là cái không ghim nè anh em. Nhưng mà mũi còn rất là đẹp nha. Mũi còn rất là đẹp. Đây, cái này là cái ghim nè. Một cái ghim và một cái không ghim. Hai cái đều hoạt động tốt, không cỏ con. Từ 280 con 125 của Nestle. Cặp này bán cho anh em với cái giá là 3 triệu 200 nghìn. 3 triệu 200 nghìn cho một cặp từ 280 con 125 nha. Quá là hợp lý luôn nè. Và bát 40. Bát 40 thì em còn được là con 100 GCF thì em còn là 3 cặp. 3 cặp anh em ha. Thì zin là giá là 2 triệu đồng một cặp. Lẻ một cái là giá nó là 1 triệu đồng. Và một cặp không zin duy nhất. Một cặp không zin là giá nó 1 triệu 8 anh em nha. Đây để bụi nè anh em. 1 triệu 8 là không zin. Và bát mới anh em, bát mới thì em quay cho anh em mấy cái mẫu bát mới em thường hay bán nha. Mẫu bát mới này là 300B Trung Quốc, giá của nó là 2 triệu 800 nghìn. Cặp này 30 con 75 từ 190, hàng mới giá là 1 triệu 6. Bát 40 GCF đứt lòi viền xanh, giá của nó là 2 triệu rưỡi nha, 40 con 100. Và 50 con 100 em chiên gáp và nhạc nó thì giá nó là 3 triệu. Và coi 125 thì giá nó là 4 triệu tư anh em nha. Neo 30 giá là 2 triệu 600 nghìn. Thì trời hôm nay do cúp điện nữa nè, cúp điện mà trời mưa nữa nên nó hơi tối nha. Thì bát 40, vỏ 40. Vỏ 40 em bán giá là 2 triệu đồng một cặp. Mẫu là mẫu má heo anh em, có nghĩa là mẫu này là mẫu full đơn 40 nhái quả tiễn. Giá là 2 triệu đồng một cặp. Mẫu phi thiền đôi giá là 3 triệu rưỡi anh em nha. Tủ máy thì em có tủ máy sẵn cho anh em hết. Tủ máy này giá là 1 triệu 1 một cái nha. Full đôi là 3 triệu 400 nghìn. 30 đơn giá là 1 triệu 8 anh em ha. Đó, array phi thiền quả tiễn có đầy đủ hết cho anh em ha. Và mấy cái lô này là lô 40. Đó, hôm trước thì em về nguyên một lô khoảng mấy chục cặp anh em cũng thấy đó ha, mà hôm nay chỉ còn được có đâu đó dọn dẹn khoảng 3 cặp thì chuẩn bị em nhập về nữa. Hôm nay bắt đầu nhập về tới anh em ha. Vỏ súp 40 nè. Vỏ súp 40 đây. Vỏ súp 40 này thì giá là 2 triệu 300 nghìn cho một cặp. Và men thì em còn cái dòng men D8.
Man D8 này thì giá của nó là 2,5 triệu một cây. Em còn 1, 2 và 3 cây anh em ha. Một bộ micro CAF rất là đẹp anh em. Một bộ CAF tay Titan 1.800k micro 7 anh em nha. Tay Titan. Còn hai tay đầy đủ nha. Em để một tay ở đâu một tí em kiếm nha. Và em còn một bàn mixer. Mixer Sondag 12 line. Giá là 1,5 triệu. Có eco đầy đủ. Mọi chức năng hoạt động tốt nha anh em ha. Và em còn một bàn mixer Sondag giá rẻ anh em. Một bàn mixer Sondag 12 line. Có eco đầy đủ. Con này bán cho anh em 1,5 triệu thôi. Có hai line bị xét anh em nha. Con này thì nó hơi xét nhẹ chỗ này. Đây ngay góc tay em nè. Rồi ngay đây và ngay đây. Thì nói chung tổng thể ngoại hình nó thì là còn đẹp. Giá là 1,5 triệu anh em nha. Cho một con mixer Sondag. À, laptop thì em nhập về thì còn được một cây nè anh em, đeo. Một cây đeo. Giá của nó là 3,800,000 ha. Có chuột đầy đủ anh em nha. Và cái lô Miro Sure UGX31 hàng mới này thì giá là 1,900,000 một cây. 1,900,000 một cây ha. Đó. Giá cũng cực kỳ hợp lý anh em. Mixer ở Miro mới mà giá chỉ có 1,900,000 thôi. Man thì em mới về được một cây lắp. Lắp DC44800 thì con này nó chạy là bao nhiêu sò để em đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 64 sò cho một con lắp Cooper mã nó là 48 800W một kênh đó nha. Nó chạy là 5 2 nè 5 nè 8 nè 16. Chạy là 16 tụ anh em nha. Con này là nguyên gin. Em thấy là nguồn gin và tụ gin chưa có sửa chữa. Con này bán cho anh em 5 triệu đồng anh em nha. 5 triệu đồng cho một con 4.800. 4 kênh anh em nha. Size là size 2U. Con này thì có thể là đánh 8 cái full 30. Đó, 8 cái full 30 hoặc là 4 cặp phi thiền hoặc là 4 cặp quả tiễn anh em nha. Đó, 4 cặp phi thiền quả tiễn 30 cũng ok. Và một con man Việt Nam. Một con man Việt Nam. À, đánh được 4 cái 40 con 75 giá là 2,400,000 2,400,000 cho một con men Việt Nam chế anh em nha. Và một con 4 kênh bãi nữa cũng là D4800. 4 kênh bãi xài tăng phô nha anh em. Chạy là 48 sò. Đây là cái nội thất của nó. Con này bán anh em 4,400,000. Chắc con này chắc mai em đem ra em gáp vàng em quay clip cho anh em xem ha. 4,800,000. Hơi ở 4 triệu là 400,000 anh em ha. Xin lỗi anh em nha. Và một con men MA7200 có thể là đánh súp 50 được. Nội thất của nó là nguồn gin và tụ gin. Nói chung mấy con men cũ này á, thì em chỉ bao cho anh em được là cái nguồn và cái tụ đó. Anh em thấy là tổng quan là nó còn gin. Còn nói chung là như anh em như nhìn như thế này thì nó chạy hoạt động ok hết. Mà anh em kêu em bao ở dưới này biết có sửa hay không thì em đâu có thời gian mà em tháo hết cái dĩ mạch này ra đâu anh em. Nó đâu có thời gian mình sáo một con men mà mình tháo hết rồi mình lắp mấy cái này lại. Tháo hết thì tốn rất là nhiều thời gian. Dưới này nó cũ à, nhìn thì nó cũng hơi cũ rồi. Thì nói chung là phải nó còn phải có sửa rồi. Mình nhìn tổng quan là mình nói vậy thôi. Chứ nó có sửa hay không mình cũng chẳng biết được anh em ha. Thì anh em nhiều khách hàng nói là ủa cưng là thợ sao cưng không biết là có sửa hay không. Nhưng mà anh em nhìn tổng quan vậy, anh em kiểm tra được hết không đó. Mình phải tháo ở dưới dĩ mạch nó ra, coi từ món mới biết là có chấm hàng hay là có sửa gì không mình mới biết được. Cũng như men mới là mình bảo đảm anh em là biết là mới. Cũng như là mình bao anh em là nguồn như thế này, là mình biết nó là nguồn gin nè ha. Tụ nhìn bằng mắt nè, mình thấy là nó tụ gin nè. Nó thì mấy con sò nè anh em. Nếu mà lỡ nó có chết, thay một hai con sò anh em nhìn kỹ anh em thấy không? Anh em biết không? Đó. Thì em chỉ bao cho anh em được là nguồn gin và tụ gin thôi anh em ha. Còn anh em mua hàng mới thì của em thì em bao anh em 100% là gin, tại vì mua hàng mới thì nó phải gin thôi anh em ha. Đó. Và dây bốn guộc thì bán cho anh em một mét là 30,000 cho anh em. Bốn guộc 1.5. Giá là 30,000 một mét anh em ha. TV thì em có 2-3 cái luôn. Nhưng mà TV thì em không có gửi được anh em nha. Thông cảm là TV là nói chung là không có gửi được. Em chỉ để dành lấy về đang lắp vàng cho khách thôi anh em. Con chép, con lo thì còn rất là nhiều ha. Con chép 450, 750, 850 nói chung có đầy đủ hết anh em nha. Vỏ thì vỏ lo em có rất là nhiều. Vỏ lo thì anh em cần mẫu nào cũng có. Hôm nay thì là đã có về được một cặp súp cũ rồi anh em ha. Vỏ súp BSD, vỏ súp đôi, nói chung là mẫu vỏ súp thì anh em lúc nào cũng có hết anh em ha. Để về phục vụ cho anh em. Súp thì lúc nào cũng có hết. Và đây, đây là mấy cái mẫu tên lửa nè anh em. Cũng rất là đẹp ha. Giá nó cũng tầm trung cho anh em về dễ xài, dễ sử dụng anh em. Mẫu này thì vỏ nó là 3,5 triệu anh em nha. 3,5 triệu cho một cặp vỏ tên lửa nè. Và em đang lên cấu hình 2 mấy triệu cho khách. Và bên đây là cấu hình
cấu hình là 50 mấy triệu. Ngày mai em sẽ đi giao ở Cà Mau. Ngày mai thì thứ hai đó nè, là anh em mà cần mua bán hay là trao đổi thiết bị âm thanh ở Cà Mau thì cứ alo số giùm em nha, 0783979286 nha. Và cái vàng mới thì K99 Plus thì em đang bán với giá là 1.300.000 một bộ Miro Sure UG26D, hai tay đầy đủ anh em nha, 800.000 một con men 32 sò Việt Nam đó, men Việt Nam nha, 32 sò. Giá của con men này là bán cho anh em giá là 2.200.000 cho một con men 32 sò. Đây là cái mẫu súp 40 mới của em, và cây cua lum này thì khách đã chốt rồi anh em nha, mẫu súp mới là mẫu 40. Và đây là hai cấu hình này là 50 mấy triệu nè, 50 mấy triệu giao ở Cà Mau, sử dụng là mixer mới, nói chung cái vàng này mới cũng muốn gần như hết anh em nha, quản lý nguồn mới, van X5 là 7, bộ micro mới, con men 4 kênh mới, giá 6.500.000 nè, một cây súp 7, toàn bộ vàng full là mới hết, một cặp súp đôi, hai cặp array, một cặp monitor, TV, laptop, chân chống, nói chung là đầy đủ tất tạc hết, là 51 triệu giao tới nhà anh em ha. Và cấu hình này đang lên cấu hình 20 triệu cho khách, một cặp súp mới và một cặp full 40 mới, vàng máy thì cũ, tủ máy mới. Đó, giá 20 triệu chuẩn bị lên cho khách anh em ha. Thì anh em cần lên cấu hình nào thì cứ alo, em mới bán con GS xong ha, và còn một con Việt Nam em bỏ đây nè. Nói chung là đồ em bỏ thì nó hơi lung tung anh em nha. Đó, Việt Nam giá rẻ, MA5200, cây này 2 triệu mấy thôi anh em. Và cái vàng bên đây là 32 triệu, hôm nay nâng cấp thêm một số đồ anh em nha, lên một cái tủ máy mới nè. Đó, thì để dành đi show anh em, để dành cho ông anh đi show. Còn em mua thì em bán luôn ha, 32 triệu, xài là một con V1200, mixer 7, ổ động, vang số Vina 7 anh em nha, bộ micro mới, một con mixer MFX đẹp như mới, một tủ máy mới. Tủ máy này giá 1.600.000 anh em, anh em cân nhắc cái dòng này cũng khá là ok nha. Không có nắp trước và không có nắp sau, nhưng mà mình được có một cái là mình có ngăn mixer và mình có đẩy tới đẩy lui được ha. Cái gây này gây trượt anh em, khóa này khóa 4 luôn nè anh em ha, đẩy tới đẩy lui rồi mình chỉnh dàn nhạc khá là ok, mà giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn, 1.600.000 luôn, màu đỏ rất là đẹp, giá chỉ có 1.600.000, bánh xe đầy đủ luôn nha, hàng mới luôn đó, một cái tủ máy như thế này. Và cấu hình thì dàn nhạc đây, thì hôm qua em có đi dàn nhạc giao ở Gò Công anh em, nên chạy xe mà không có nghe được anh em thì anh em cũng thông cảm nha, em có gọi lại, có nhắn tin lại đầy đủ hết anh em nha. Nói thì anh em cần ghép cấu hình dàn nhạc nào thì cứ qua kinh Tân Đồ Bãi tham khảo mẫu và giá, hoặc anh em cứ bình luận phía dưới video thì em sẽ quay cho anh em ha. Thì em có bán thêm xe đạp điện anh em, xe đạp điện mẫu này là mẫu 6 triệu anh em nha, và mẫu trên kia là mẫu 8 triệu. Thì cuối video nào em cũng quay thêm, thì anh em có mua xe đạp điện thì cứ alo giùm em, xe mới bình mới 100% anh em nha. Và có một chiếc xe 7 chỗ không hết đời ha, đăng kiểm đó, nếu mà đăng kiểm mới là được 1 năm anh em nha, chiếc này chỉ có 35 triệu thôi, thì anh em có thể là sở hữu được, mình chạy gia đình được nha, tập lái được, chở hàng bán cà phê hoặc chở tập quá ok nha, thay cho một chiếc xe ba gác anh em nha. Thì cuối video anh em cho em xin một like, một đăng ký, cảm ơn em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua, hàng có chậm có trễ thì anh em sẽ điện liền giùm em để em biết bên em có gửi chậm hay không, hoặc là bên shipper cũng có là một tình trạng như thế này. Em có gửi cho khách ở Long An anh em, có một đơn hàng là nói chung là 4 kiện, shipper không biết giao sao không hiểu nổi, ngày trước ngày sau là giao 2 kiện, qua 3 ngày nữa giao 1 kiện, qua 2 ngày sau nữa giao 1 kiện anh em, mà 4 kiện đó em đóng chung em cũng không hiểu luôn, khách điện nhằn em quá trời luôn anh em. Thì em cũng điện bên shipper chứ em cũng không biết làm sao luôn em ha, thì anh em cũng thông cảm giùm em. Nói chung là em chỉ biết điện bên shipper rồi nhờ shipper họ giao thôi, chứ nếu mà em đi giao thì em giao liền hết 4 kiện rồi anh em. Mà không biết là cái đơn vị không phân công hay là sao em cũng biết, mà 4 kiện đi lại 4 ngày khác nhau mới lạ chứ anh em ha. Rồi chào anh em nha.